Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. À, hôm nay Jason muốn nói về đề tài Earnings Report trong tuần này. À, tuần này Earnings Report đã bắt đầu vào ngày thứ ba, nhưng mà tại vì Jason không có thời gian làm video sớm, cho nên hôm nay Jason mới làm. À, nhưng mà thật sự trong tuần này, hầu hết những cái Earnings Report là của nhà băng, thì mấy cái Financial Sector như là Bank, thì nó không có nhảy nhiều vào ngày earning Ngày thường nó cũng không có nhảy nhiều, nó cũng không có mua nhiều, cho nên ngày year nó cũng vậy à, Tại vì những cổ phiếu đó chủ yếu là nó trả dividend, cho nên nó không có mua rất là nhiều Thì mình cũng không có đề cập, mình không có bận tâm trong tuần này Chỉ có một stock Trong tuần này là Netflix à, Cái symbol của nó là NFLX Thì mình mới bận tâm vì Netflix hiện tại giá là 330 đồng Thì Theo phân tích cá nhân của mình thì nó sẽ mua khoảng tầm 20 đến 30 đồng, có thể nhiều hơn, có thể trong tầm đó nhưng mà at least từ 20 đến 30 đồng. À thì nếu như các bạn trade earning report vào ngày thứ năm sau khi thị trường đóng cửa thì các bạn phải mua trước vào ngày thứ năm trước khi thị trường đóng cửa thì các bạn mới có thể mua kịp. Ok, vào sáng thứ sáu thì các bạn sẽ biết kết quả như thế nào. Thật sự mà nói thứ năm sau khi thị trường đóng cửa thì các bạn cũng biết Netflix sẽ nhảy lên nhảy xuống như thế nào nhưng mà sáng thứ sáu khi đóng cửa thì các bạn có thể đóng lại cái lệnh mà các bạn đã mua vào ngày à, thứ năm tại sao mình phải cần trade uh, earnings report er à, thật sự mình cũng không cần phải trade er nếu như các bạn thích trade stock mỗi ngày thì các bạn không cần phải trade er nhưng mà vào ngày er stock nó dao động rất là nhiều cho nên mình uh, thích trade er và thường thường khi mà trade er thì mình phải dùng những cái strategy nào mà nó phù hợp cho cái con stock đó để làm được điều này các bạn cần phải có kinh nghiệm cần phải có kiến thức cần phải hiểu rõ về option cách thức option nó được uh, hoạt động như thế nào để các bạn có thể biết cái độ nhảy của nó như ra sao. Uh, cái này các bạn phải cần có thời gian rất là lâu để mà hiểu được những cái strategy nào sẽ cần thiết cho những cái uh, stock nào vào ngày ER. Nếu như các bạn hỏi rằng Jason có biết stock sẽ đi lên hướng nào, hướng lên hay hướng xuống hay không thì Jason có thể nói như vậy uh, Jason có thể biết được khả năng một stock vào ngày earning nó sẽ đi lên hay đi xuống khoảng tầm 70% nhưng mà 7% cũng không đủ để biết được 100% tại vì kể cả khi mà công ty nó report tốt nhưng mà earning nó có thể đi xuống hoặc là ngược lại kể cả khi nó report xấu nhưng mà stock nó vẫn đi lên cho nên EO nó rất là gọi là unpredictable khó mà biết trước được nhưng mình có thể biết được nó sẽ mua bao nhiêu điểm mình có thể estimate một cách hầu như rất là chính xác à, nếu như các bạn theo dõi những video trong quá khứ mình thường hay nói ví dụ như ngày mai A Netflix report hay là ngày mốt của report nó sẽ mua bao nhiêu điểm thì cái xác suất đó nó rất là uh, khá là close chính xác còn mà nó đi lên hay đi xuống thì mình không có muốn nói trước tại vì nó có nhiều yếu tố để khiến cho nó đi lên hay đi xuống bất kể cái report nó như thế nào thì thường thường vào những ngày ở như vậy trước khi mình trade mình làm nghiên cứu kỹ để mình biết công ty này sẽ mua bao nhiêu điểm rồi sau đó mình có thể nghiên cứu công ty này sẽ đi lên hay đi xuống uh, nếu như mình Cảm thấy khả năng đi lên hay đi xuống, chiều hướng nào mình có thể trade nhiều vào cái chiều hướng đó. À, bên cạnh mình mua những hình thức khác. Nhiều người cũng hỏi Jason làm sao biết được một cổ phiếu sẽ mua bao nhiêu điểm và làm sao để có thể dùng cái strategy nào phù hợp cho mỗi cái earning. Thì như Jason vừa nói lúc nãy, để làm được điều này các bạn cần phải hiểu rõ về option đầu tiên. Các bạn phải rành tất cả những cái option trước khi các bạn có thể học cách thức để biết một cổ phiếu sẽ mua bao nhiêu điểm và nên dùng strategy nào. Jason cũng sẽ mở một lớp dạy về cái topic này à, Nhiều người cũng sẽ rất là hứng thú với cái topic này Tại vì mình không cần phải trade mỗi ngày Mình chỉ đợi tới cái mùa earning của io ER là mình trade mà thôi Và nếu như các bạn làm đúng, các bạn chọn đúng cổ phiếu Thì các bạn lời cũng rất là nhiều Ok, tại vì cái earning là nó là như vậy Tại vì vào ngày report nó mua rất là nhiều Nếu như các bạn còn nhớ có những thời điểm DocuSign nó mua tới 80 đồng Amazon mua tới 2-300 đồng hoặc là Netflix có thể mua 5-60 đồng vân vân thì vào những ngày đó nếu các bạn mua đúng, à, được, không cần phải mua đúng hướng, các bạn dùng đúng strategy thì các bạn cũng kiếm lời rất là nhiều. Thì mình sẽ mở một cái course để dạy về cách thức làm sao trade có hiệu quả nhất vào ngày ER với xác xuất thắng rất là cao. Nếu như các bạn có gì thắc mắc thêm về cách thức ER có thể comment trong video hoặc là các bạn muốn học lớp đặc biệt về à, ơn này thì có thể cho mình biết. Alright, chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.